Vâng, thưa quý vị, nắng nóng có xu hướng tăng cao và tiêu thụ điện ở mức đang báo động, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình truyền tải của lưới điện quốc gia. Vì thế, Bộ Công Thương đã khuyến cáo cần phải tiếp tục triệt để sử dụng điện rất là an toàn và tiết kiệm. Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử, hệ thống điện quốc gia đã đạt công suất lên đến gần 39.000 MW. Sản lượng điện của cả nước cũng ghi nhận con số cao kỷ lục ở mức 785,92 triệu kWh, tăng đến 15% so với mức cùng kỳ của năm 2018. Nguyên nhân là do nắng nóng gay gắt ở diện rộng kéo dài liên tục ở mức từ 39 cho đến 40 độ C ở miền Bắc và miền Trung, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát. Trước tình hình trên, Bộ Công Thương khuyến cáo các cơ quan, công sở, doanh nghiệp và người dân cần tiếp tục triệt để sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, sử dụng tiết kiệm điện hợp lý, góp phần giúp ngành điện và đất nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường.